Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Nhấp vào, tiến hành thanh toán. Bạn cần sao chép ID giao dịch này đến mô tả chuyển khoản ngân hàng của bạn. Vui lòng chọn hình thức thanh toán. Thanh toán bằng QR, vui lòng quét mã QR được hiển thị để thực hiện chuyển khoản. Đối với chuyển khoản ngân hàng, thanh toán vào tài khoản ngân hàng được hiển thị. Bạn cần nhập tên người gửi tiền vào ô tên của bạn. Bạn có thể bấm duyệt và chọn biên lai tương ứng. Bạn có thể cung cấp chi tiết ngân hàng được sử dụng để chuyển khoản để được phê duyệt nhanh hơn, tùy chọn. Bạn cần nhấp vào nút Tôi đã trả tiền để gửi giao dịch và được chấp thuận.